đồ ăn không? Mấy là tụi nó dễ không? Đồ đáy rồi mà không kêu. Mấy là tụi nó yêu không? Mấy là tụi nó yêu không? Mấy là tụi nó quạt uy tín tại shop nghiệmbiếtlên.com và bán rất nhiều thẻ card game. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Mình là Nghĩa Lên, chúc đây có một ngày mới học tập và làm việc thuận lợi ở quê nha. Hiện tại mình mới ngủ dậy luôn. Hồi hôm team mình nó nhậu nha, mình thì nó có ngủ lại rồi anh em. Nói chung là hiện tại về anh em đang ngủ bên đó và mình lại nghĩ ra một cái màn trò. Bây giờ mình phải lên kêu một thằng để phối hợp trò với mình. Và anh em muốn biết màn trò như thế nào thì mời tất cả các anh em cùng theo chân để mình xem hết cái clip nha. Bây giờ mình sẽ lên đánh thức một thằng để mà thực hiện với mình nè. Nói chung là mình mới gọi anh Trung xuống này để phối hợp với mình. Để anh Trung chào anh em nha. Đầu dưới nha. Bữa giờ anh Trung cũng vắng mặt rất là nhiều hả anh em. Nói chung là em có một màn trò này hôm nay. Tại vì xe là có nhiều người có mấy cái tật xấu là thường đi tề bậy anh. Là không biết cái phương hướng đi đáy á, hiểu không? Cái hồi giờ anh nước đáy rồi cũng ôm hay. Nói chung là ý em muốn nhờ anh là giờ em chỉ có một cái chai này, em muốn làm một clip là em giả vờ em đá vô mặt của anh Phật vô cùng quá. Nè, anh phối hợp với em nha, giờ em đều tới quay. Anh khô một cái lỗ chỗ chai nước này nè. Anh xịt lại, lúc đó là hai nó bơm mắt lại, em sẽ giả bộ, em sẽ quần đó mà hai nó tương em đá. Xịt mẹ vào mặt luôn rồi chứ. Giờ mình sẽ lên đó để mình đập thật đẹp của quay rồi sau đó thực hiện nha anh em. Không biết đâu. Cái tình em tan rã quá.
lần được. Chọn mùi mùi kìa. Mùi. Đưa dép lên mạng dép của mạng dép nữa. Đưa dép lên mạng gì vậy? Ủi mẹ, tụi em cô thường quá vậy. Mệt quá, em không biết em vậy. Em ngủ ngon lành, mày không đáy em bây giờ. Biết thằng Sàn Quốc. Quốc rồi, lỡ mà anh đuổi em. Dê, tụi em cô thường theo với tụi em coi chó mèo quá. Chịu giờ năng biết đánh lỡ. Đáy em đuổi đâu. Chê xe động mẹ. Chê, mày chê mày mơ cũng mắc ăn được. Sao mày chứ mày kia chấp có mắc sao mày lấy ở đây. Tụi mấy chưa. Cái ai trời, buồn giờ. Đáy em đuổi em. Tụi mẹ em muốn bẹm đồ đếm. Tụi cái mặt mày nó coi như cái bồn cầu vậy. Đúng rồi, 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 đúng sao mới đậu mẹ nó đấy sao mà ông chạy liền hay vậy? Bây giờ đậu mẹ nghĩ để đậu em cho anh em thiệt á. Cái mày cảm động mày không cho tay chứ đậu mẹ chạy đâu đậu mẹ á. À đâu cho gì nước đáy màu vàng. Mày chơi. Mấy em tuổi rồi đấy không đậu nhiều bia quá đấy. Mấy em từng nghĩa đậu mẹ chơi nha. Ôi vậy chơi vậy đây thì áo cũng mấy tiền mày áo á. Ủa mày cũng nhiều. Mày em đấy nè. Ai? Người đậu mấy em coi thường chó mèo đậu mình đáng mà chơi. Nhưng mà anh em nghĩ mùi thơm không? Mùi thơm không? Đủ ăn không? Quế là tụi nó dễ không? Đủ đáy là tụi nó kêu mà. Quế là tụi nó kêu không? Tụi mày chết luôn hả? Đỡ vậy đủ mày em coi cái mặt tui đủ mày. Để đứa này em chạy mệt thì em biết mệt. Chạy gì này này? À ừ, mày chạy mày phốt mấy kẹo. Mày chạy cái hầu giờ làm cho không? Mày cháu mèo vô không? Hết tụ lửa đây, đủ ra chỗ hai thì nằm mua đây. Nhưng mà bây giờ chạy xuống đây mà đây. Quê đấy vậy, tụ mày không tụ xuống đủ thì tôi đi không á. Thôi thôi, chú đậu mày cái chuyện à. Trời mưa đá mẹ. Trời ơi, quần của nó đi rồi. Trời trời, lượm cho nước vậy em cá. Lượm cho nước em. Mày cái làng cái xe đậu. Quần của nước mày. Giỡn đủ mày đá trước mặt tao mà giỡn. Tao lại tao thấy mày giỡn. Giỡn tao nhầm á. Chú chào mày đây. Lấy nước cho anh. Xe mà lấy nước cho anh đậu mày. Xe mà ngu chút cũng yêu chào á. Không đi giờ, tụi mày đưa thì có xe. Bây giờ hai tụi anh em đã có xịt thử có ơi xe nãy không? Ơi xe gì? Ai biết không? Nãy xe gì? Đấy, vậy á. Đây, em coi nè. Đấy, chị vậy á. Đấy, đâu mặt mình bây giờ nó kêu trôi anh. Bây giờ có một khai không? Mày không biết một khai không? Mày không cái đấy không? Mày đấy không mày thanh mà. Mày nói nữa thì mày luôn. Em không nói lại quá, em đâu nói đâu. Chị hiểu chúng là cái đây, 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 đây. Quần ai xin đụng mày cho mẹ đây. Đụng đây, xin đây. Đụng tình cảm anh em giỡn chút vậy gì quẹo dưới mày. Giỡn cái đấy mặt mà kêu giỡn. Tao lỗ thú vân tay từ trái. Chị nè. Đâu vậy? Dạ anh Trung, anh Trung ông biết đây. À tao chị giờ đi ngủ. Thằng thằng cái mày để gì vậy kêu đẹp quá. Tao la đồ tao chạy đồ quá tức gì mà. Đây, đây, mới quay đây, mới quay đây, mới quay đây. Từ giờ em nãy giờ mấy em. Chị đâu đâu đâu. Chị bỏ xe hết giờ dừng xe hết giờ. Dừng xe chi vậy? Là mình ra cái chi vậy mẹ đây. Đi đường luôn. Đồ đem lỡ ấy là chập. Ấy là chập chứ không? Chập chập. Có ai còn chưa em phải sao không chưa? Mẹ ăn bẹm nếu kêu kì hết đụng mẹ có chung ăn bẹm đụng mẹ còn có đụng mới đáng mở như vậy. Để nói chuyện nước rồi ông nội. Chuyện nước nó trời vậy vậy. Ở chuyện nước rồi anh. Ông nước chuyện mở ông chung á đụng mẹ ông suốt ngày có chuyện à. Chị. Thôi để nó trôi rồi mà. Thôi lỡ rồi, thôi đây. Đợi đợi mình tắt máy quay đó cho anh. Sao đụng mấy đó. Đợi mình tắt máy quay đầu đầu, đợi mình tắt máy quay cho anh coi clip nha. Đậu mày nó coi như che chú rồi đó, vô xem nó giỡn luôn không? Giỡn đâu giỡn. Ờ. Đúng rồi, đừng có chọc nữa. Mày nó đang mềm nữa, đéo đủ là đậu mày cứ. Chạy. Cái thúi nó đẩy cho tôi đụng. Em bị bệnh rồi anh Quốc. Thôi thôi thôi, đợi đợi mình tắt đường máy quay cho anh Quốc, anh Quốc Quốc. Đó, thấy chưa? Giờ anh thấy chưa? Anh đây, nãy giờ em cho anh coi rầu, nói chung là em chỉ lấy nước xịt. Để nó biết thôi, em phải đáy không? Dục rầu. Để nó nước rồi hả, anh em tin. Chưa khui luôn nãy mà. Giờ mà đậu mày nước đáy. Nãy giờ, để giờ đáy thiệt là đủ chết luôn á. Chết mẹ, điên muốn chết chứ đâu có chết. Đậu mày. Thôi, thôi mày. Giờ nước rồi sao? Thôi, nói chung nước mà anh, nói chung là em chẹp anh thâu. Không, nói cho đúng. Anh bữa anh cho anh chết bụng chị em mấy, em có nói đâu. Bây giờ cái loài mà đang nằm ngủ mà đáy, mà bực nhân quá. Ai vậy? Bây giờ, không phải ngủ gì, bây giờ anh đang nằm đáy mẹ anh tức không? Mẹ mày, ai thằng lùn này xuống là có chuyện à. Anh Quốc đừng chơi với em Quốc. Nói chung là mấy này em nghĩ ra anh Trung chỉ là người em rủ thôi. Không sao hết. Tao đừng có chơi không nữa. Nói chung ông trời lẹ không. Thì em xịt nước không ngộ. Xịt nước ông đem lại tôi xịt lại. Để tôi chạy tao thấy kêu chạy tiêu đồ. Cái kêu mà đồ ai biết là trước hay không. Thì giả bộ chọc. Anh đừng nói nữa tôi nhận luôn. Anh có thấy không mà nhận. Em thấy anh thấy không nhận. Giả bộ rồi làm cho nó quá. Anh ngu anh biết chuyện hết tao chạy tao kêu anh đụng đấu mới tao mới tính nhận. Thôi mời anh em tao giỡn mà. Cho anh em miếng nước uống những gì. Thôi bây giờ mấy anh em mình rửa mặt rồi đi ăn sáng rồi uống phở tao dẫn đi nha. Của quần anh nấu em dẫn đi, em dẫn đi. Mày chị đâu khai đâu để gì? Đá là khai. Ờ.
Thôi thôi đi. Rồi chứ mình kết thúc clip đây, mình sẽ dẫn anh em đi sao. Đang sao? Đụ mày. Biết không? Rồi rồi tối nay mình nói chuyện sao? Thôi chắc là mình cho anh em mình đi sáng để mà chụp lỗi cho anh em. Thôi nói chung là mình coi thôi. Thôi tao ra kể anh em ba cái cho anh em biết là hết giận này. Ba cho hết giận này. 1, 2, 3. Bye bye.